Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ký giao lưu một số cái cảnh cây bonsai, đặc biệt là phôi hải châu lá nhỏ mới về luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi, riêng về phôi hải châu thì bên nhà vườn không bao sóng, mình chơi với tỷ lệ là 50-50 nha. Nói chung là chơi phôi thì xác định thôi, ai cũng vậy thôi, kể cả nhà vườn cũng vậy thôi, nhập về cũng xác định là tỷ lệ 50-50 thôi. Đó, mình chơi phôi thì nó có nhiều cái cảm giác hơn, trong chờ đợi lo lắng đồ nó rất là đã. Ai mà trồng phôi thì sẽ hiểu được cái cảm giác này nha. Thì sau vài ngày mình nhận được cây, mình tháo bọc ra, xén rễ lại, rồi bắt đầu mình ngâm nước qua một đêm. Trong nước có kích rễ càng tốt, còn không thì nếu mà bất tiện không có thì ngâm nước không nha. Rồi sau một đêm mình pha 50 cát, 50 sợi dừa, mình trồng lại là ok thôi nha. Mình ươm hết ở trong mát. Nó thì thời gian đầu thì nó rất là cần nước nha, nhưng mà thoát nước phải tốt nha. Cứ mát thân cho nó là ok thôi. Rồi nếu có chưa rõ cái chỗ nào thì liên hệ với Sơn luôn nha. Rồi đầu tiên của tập này có mã số là 251. 251 là gồm có hai phôi hải châu lá nhỏ. Cây này form tam đa, đế nè, khá đẹp. Đế khá ok. Cây này dạng cụm trung cốt. Cây này thì có hoành là 24, cây cao 18. Cây này có hoành 27, cây cao là 28. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship luôn nha. 500k bao ship. Rất chi là mềm. Rồi nhà vườn xin qua hai cây này luôn nha. Còn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 252. Hai phôi hải châu lá nhỏ lùng lực luôn nha. Phôi mini lùng lực. Cây này đế ok luôn. Cây này mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời luôn nha. Cây này có hoành 16, ngay chỗ này cây cao là 14. Đây. Cây này có cái hoành ngay chỗ này 13, cây cao là 12. Lùng lực thôi. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha. Cây này đế ok. 450k bao ship hai cây này luôn. Nói chung thì khó thì cũng khó mà dễ thì cũng dễ, nhưng chủ yếu là mình có chăm có tâm cho nó là ok thôi. Thời gian đầu nó rất là quan trọng nha. 252, 450k bao ship hai phôi này luôn nha. Mini lùng lực luôn. Rồi nhà vườn xin qua hai cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 253. 253 là một cây linh sam đao điểm, ho tím thơm luôn nha cả nhà. Ho tím thơm, cái dòng này mình chơi bonsai rất là ok luôn. Cây này trực lắc luôn nha. Cây này có hoành 16, cây cao 43. Nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship luôn nha. 500k bao ship. Linh sam đao điểm. Cây này mình làm trực lắc là đẹp. 500k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 254. 254 là một cây linh sam đao điểm, thân lắc lượng rất là đẹp luôn. Cái này mình làm được hai tầng nha. Đây, tầng này một, tầng này. Đó, cây này mình ra cây cũng rất là ok luôn nha. Thân lắc lượng cũng khá là đẹp. Cây này có hoành 20, cây cao là 38. Cây này về mình có thể mình vô dây nhẹ, mình định hình một số chi được nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship. Thân lắc lượng rất là đẹp. Cây khá ok.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 255. 255 là một phôi linh sam đao điểm. Sống khỏe luôn nha. Thân lắc lượng rất là ok luôn. Cây này có hoành 16, cây cao 34. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 450k bao ship luôn nha. 450k bao ship. Đây. Cây này mình làm cây trực lắc cũng ok nha. Này, mình sẽ dựng lên một chút xíu. Lắc chữ S luôn. 450k bao ship rất chi là mềm luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 256. 256 là một cây linh sam đao điểm. Thân lắc lượng rất là đẹp. Cây này có hoành là 14, cây cao là 33. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 500k bao ship luôn nha. Thân lắc lượng rất là đẹp luôn nha. Rất chi là mềm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 257. 257 là một cây linh sam đao điểm. Cây này có hoành 15, cây cao 31. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn nha. Hoành 15 là dưới này. Còn hoành trên này thì chắc cỡ tầm 10. 10 hoặc 9 gì đó nha. 400k bao ship. Dòng này thì chơi bonsai là tuyệt vời rồi. Sáng sớm mà để bình trà sát bên nữa là cái mùi thơm của hoa rất là dịu nhẹ luôn nha. Rất là thoải mái. Thư giãn tinh thần luôn. $400k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 258. 258 là một cây linh sam đao điểm. Thân lắc lượng luôn nha. Cây này cốt hoành là 14, cây cao là 34. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 500k bao ship luôn. 500k bao ship. Trực lắc ok luôn nha. Nó cũng có một số tay chi sẵn rồi. Về mình có thể mình vô dây định hình luôn. Hoặc là mình nuôi thêm cho nó mập thêm rồi bắt đầu mình vô dây thêm luôn nha. Nói chung mà chơi bonsai thì mình có cái phôi chuẩn rồi thì mình làm rất là dễ nha. Nhưng mà chơi bonsai thì mình không có nhất thiết một dáng. Mình có thể mình demo ra nhiều dáng. Chứ nó không có rập khuôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 259. 259 là một cây linh sam đao điểm sống khỏe. Cây này về mình làm form thiên nhiên, tông cao hoặc là mình lấy giống đều ok luôn nha. Rất chi là mềm luôn. Cây này có hoành 14, cây cao là 67. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 550k bao ship luôn nha. Về mình có thể mình nuôi thêm, mình lấy giống, chiết cành. Mình vừa nuôi mà mình vừa lấy cái cốt ở bên dưới luôn nha. Hoặc là mình làm form thiên nhiên luôn. $550k bao ship. Rất chi là mềm luôn nha. Mình thấy nó vậy chứ. Ví dụ như mình làm ra 550k thì cỡ tầm 2 hoặc 3 ngày đối với anh em mình làm công nhân bình thường. Nhưng mà đối với một cái cây mà để có ngày hôm nay giao lưu là nó trải qua thời gian hết 3-4 năm nha. Đó, nó không phải đơn giản như bình thường đâu.
nên mình chơi bonsai mình hiểu nhau rất là dễ. Còn anh em mà không hiểu á, mang cái tính keyboard á, họ rất chi là mệt luôn. Nói chung là mọi thứ đều đổi bằng thời gian cả. Rồi em vừa xin qua cây này luôn. Rồi em vừa xin giao lưu cây kế tiếp có mã số là 260. 260 là một phôi linh sam đao điểm. Cây sống khỏe, phôi này mình về mình giặt đổ là ok luôn nha. Đây, giặt đổ là ok luôn. Ở đây có đỉnh luôn. Đó, và co đổ rất là đẹp. Đó, ở đây mình làm một đỉnh, ở kia mình làm một đỉnh nữa là ok luôn nha. Cây này có hoành 17, chiều phóng mà từ đây ra đây là 34. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 600k bao ship luôn. 600k bao ship. Đây, co rất là đẹp. Cái này giặt đổ là tuyệt vời rồi. Rồi, cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn nha.